Xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguồn Audio nhé. Hôm nay thì em tiến hành test cho bác khách ở thành phố Vĩnh Yên, có đôi số điện thoại là 658. Đấy. Đã lấy cặp Kenwood này bên em nhá. Đấy, sau đây em sẽ tiến hành test cho anh này. Đấy, thì ở đây em sẽ có chỉnh bass này, chép này và volume này. Đấy, em sẽ cho giải bass vào trước và test vào sau nhá. Đây đang để cân bằng này. Để đưa bass vào trước này. Tép về không này. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng dám dối lòng lừa vì kiếp người sẽ. Đây là nguyên tiếng bát anh nhá. Về cát bụi thì xin đừng coi tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mắt ta đau ngờ. Hồi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Này thì bát rung không? Bát rung. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất. Ok. Bát về không này, tép và chung lên này. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhắn thế, không lo lắng u buồn, chẳng nói tiếng muôn phim chuyện thế sự nơi chân. Chung lên rất là hay nhá. Nguyên tiếng tép này. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Tiếng rất là hay nhá. Hãy dành cho nhau bao. Ok nhá, đưa trở lại cân bằng này. Tiếp tục sang chiếc còn lại nhá. Đây, đây thì em test từng chiếc một. Đấy, con loa này là nó thiết kế theo kiểu đây này. Họ dán một cái lớp gì đúng không ạ? Em quét lại sao loa cứ xoẹt xoẹt đây này. Họ dán một cái lớp kiểu dính dính này. Đấy, để giữ loa sao ấy. Đấy, em bảo quét lắm. Vậy là cứ cái kẹt em lật cái đít lên, hóa ra là nó dính cái đấy. Đấy, về không thích thì anh bóc vào cho em nhá. Đấy, bát vào trước này. Tép về không này. Ok anh, đây là tiếng bát nhá. Tiếp tục đưa chung vào tép vào này. Bát về không này. Chung tép lên này. Tiếng sáng quắc luôn. Lần đầu gặp em khi phố kia chưa lên đèn, giờ này gặp nhau trên sân ga chiều loang nắng, vùng
nên nhung nhớn. Chợt buồn chợt vui anh biết đâu em hận rồi. Má em ứng hồng vì thẹn thùng khi bên nhau trên sân ga trường. Người đau ok nhá. Đấy thì vừa rồi mình đã test xong cho anh là hai chiếc loa này, bass, tép, chung, tép có thứ ra lên đầy đủ nhá. Đấy cả hai chiếc em phải test từng chiếc một, nhà em thì luôn luôn là như vậy, tép phải test từng chiếc một và bass, tép phải nói chung là phải lên đầy đủ ok. Đấy thì trước khi nhà em quay hàng thì em cũng phải test kỹ rất là kỹ rồi, đảm bảo là loa bass, loa chung, loa tép sống thì bên em mới quay tiếp cho các bác. Bắt đầu mới quay lên video, sau đó các bác chốt hàng bên em mới lại quay tiếp một lần nữa để test bàn giao lại. Đấy, thế nên các bác yên tâm. Riêng nhà em làm cái gì là nó chuẩn chỉ lắm nên các bác không phải lo nghĩ là cái chuyện là sợ vớ vẩn này nọ làm nhèm nhá. Các bác yên tâm, nhà em làm rất là thật luôn. Đấy. Vâng, cảm ơn anh đã tin tưởng đặt cái sản phẩm ở bên em. Chúc anh và gia đình luôn luôn là mạnh khỏe và có những phút giây thư giãn bên sản phẩm bên em nhá. Vâng, em xin chào anh và xin chào các bác nhá.